Vì nhớ là trong Phật Pháp dạy chúng ta quan trọng nhất là tinh sâu nhân quả. Nhớ kỹ, càng tinh sâu chừng nào thì càng ít phiền não chừng nay. Nhớ kỹ, 100%. Tất cả những người phiền não đa phần là những người không có nghe Pháp và không hiểu sâu về nhân quả, họ mới phiền não. Nên mong quý vị đi về đây dự chương trình Phật Đản ở chùa, và mỗi lần lễ vía Quan Âm cũng như chuyến này mình đi là bắt đầu là chúng ta thông báo luôn cái chương trình lễ vía Quan Âm 19 tháng 6. Nhớ nghe quý vị, chương trình 19 tháng 6 chúng ta sẽ tổ chức 2 ngày, đó là ngày 18, ngày 19. 2 ngày chúng ta sẽ lễ 1000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Và chuyến này lễ vía Quan Âm, những đức sẽ chuẩn bị cho quý vị một món quà đặc biệt mà bây giờ không nói. Chắc kỳ này lễ vía Quan Âm Bồ Tát chắc khoảng cỡ 70.000 người quá. Các bạn biết rằng là tại vì sao người ta về đông như vậy? Tại vì cái chương trình chùa mình tổ chức quý vị tu tập được sự an lạc, chắc chắn. Vì thấy như hồi sáng chúng ta nghe chia sẻ Phật Pháp xong rồi chúng ta lễ Phật thờ và phóng sanh, thì thấy là nó an lạc, nó đặc biệt làm sao đâu quý vị ơi. Cái thời khóa tu tính ra hơn 2 tiếng rưỡi mà nó không có nhàm chán chút nào, mà nó nhẹ gì đâu. Gợi vị coi đông người gì mà ai cũng ngồi đàng hoàng, hiểu không? Chứ không có kiểu mà rầy ra. Thôi bây giờ mình về đây quý vị ơi, đông người gì, mỗi người mình thì thôi giữ phước báo của mình, thấy không? Giữ phước báo, tự mỗi người tự giữ phước báo đi. Chứ đông người gì mà đụng chạm cái bực bội lên cái mất hết phước duyên nghe không? Mất hết phước duyên á. Nên mới nói đạo Phật dạy cái gì? Dạy tinh sâu nhân quả. Đó. Quý vị cứ tinh sâu nhân quả cho thiệt là sâu sắc đi. Nhìn cái quả trong cuộc đời này thì biết cái nhân mình gieo cái gì. Và nhìn hiện đời này mình gieo nhân gì thì mình gặt quả báo đó. Nghe không? Nên trong nhà Phật dạy chúng ta 3 cái thí mà phải gieo nhân mới có quả. Mà 3 cái thí này mỗi người ai cũng cần có hết. Nhớ. Quý vị nhớ nè, không có bao giờ mà cái chuyện ăn không ngồi rồi mà có đâu quý vị. 100%. Không bao giờ có cái chuyện ăn không ngồi rồi mà tự nhiên đem về có đâu. Chúng ta phải bỏ công, bỏ của, bỏ sức lực, nhiệt tình. Như bây giờ những đức mà tập trung được con người đông gì cũng là những đức cũng cực lực nhiệt tình mà lại Quan Âm rồi hướng dẫn vị tu. Đúng không quý vị? Đó. Chứ đâu có thể nào mà đơn giản được đâu. Đó, nên á, 3 cái thí mà trong nhà Phật dạy mà mỗi người chúng ta đều cần cái quả này. Tài thí là đầu tiên, thật sự mỗi người ai cũng muốn chúng ta sanh đến cuộc đời này từ sự nghiệp gia đình của mình có của cải vật chất. Đúng không quý vị? Thí dụ như nhà Đức hỏi quý vị nè, quý vị muốn uống nước thì cỡ nào cũng phải hứng nước. Còn nếu mà nhà hết nước thì phải đi gánh nước. Đi gánh nước đổ vô lu thì mới có nước uống, đúng không?
thì bỏ công đi gánh nước. Nên trong nhà Phật dạy là gia đình người ta tại sao giàu sang? Vì nhiều đời nhiều kiếp người ta có tâm bố thí cúng dường. Mà người ta bố thí cúng dường mà người ta còn biết rủ nhiều người bố thí cúng dường. Cái nhân rộng nó mới là cái lớn. Cái mà sợ người ta nói mình mà không biết nhân rộng thì rất nhỏ. Cái làm mà dám tổn mình mà lỡ cho người, đây mới là thật sự làm lớn. 100% luôn. Nên quý vị về đây chùa chiền thì nhờ hòa thượng ngày xây, nên chúng ta mới có chỗ nương tựa mình tu. Chúng ta có duyên gặp hòa thượng thì của ít lòng nhiều bị cúng dường kết duyên cho hòa thượng xây chùa, hiểu không? Còn nếu như mình không gặp hòa thượng thì mình bỏ vô thùng tam bảo cũng đưa cho hòa thượng xây chùa. Chúng ta có chỗ ở tu, và tương lai nhiều người chúng ta ngồi ở đây, có khi chúng ta cũng sẽ về đây ở. Nhớ nghe quý vị đó. Cũng như hòa thượng chuẩn bị xây cái đạo tràng 4, tương lai biết đâu mình cũng sẽ về đây quý vị ơi. Nhớ đó. Nên từ cái tâm có bố thí cúng dường, từ tài thí mở rộng ra là mình làm, mình rủ nhiều người làm, mình làm bằng một tấm lòng chân thật thì mình gieo nhân mình gặt quả. Phật nói bạn có tâm bố thí cúng dường thì bạn sanh đến nơi nào cũng là có điều kiện đầy đủ, mà có điều kiện cũng là tiện tu. Đúng quý vị. Thí dụ như Nhân Đức đi đến đây, nếu như Nhân Đức mà thiếu phước sao Nhân Đức ở đây? Nên phải có duyên có phước thì mới đưa đẩy mình đi đến đây, đúng không? Đó, một tài thí thì giàu sang, pháp thí thì sao? Thông minh trí tuệ, đúng rồi. Quý vị càng thông minh trí tuệ không? Quý vị nhớ, con người chúng ta nếu không có trí tuệ thì mình sẽ đi làm ác. Mà người mà gặp tịnh độ mà kiên định tâm niệm Phật cũng là nhờ trí tuệ mà ra. 100% luôn. Nếu như quý vị thiếu trí tuệ, quý vị sẽ không niệm Phật. Thì thiếu trí tuệ vì sẽ đi lang thang, chịu mưa chịu nắng khổ đau. Tỷ vị. Nên á, mỗi người chúng ta ai cũng muốn mát mẻ một chút. Ngồi trong đây mà còn nóng nè. Cái giờ này mà đem quý vị ra ngoài nắng phơi một chút chứ. Nhiều bà ở đây chắc thành khí khô quá. Còn Nhân Đức một chút thì thành khỉ hô. Quý vị thành khỉ khô, Nhân Đức thành khỉ hô, hiểu chưa? Nên từ nơi đó cái thân tứ đại này không có chịu nổi mưa nắng bão tố cuồng phong. Ai làm được thì làm, còn mình thì ra ngoài đó coi chừng chưa được gì hết trơn, mà chúng ta có khi đi vô bệnh viện nằm, nguy hiểm lắm. Nên bây giờ mình cần có trí tuệ để mình chọn cái pháp tu mà Đức Phật dạy mình, chỉ cho mình. Có được phương pháp tu, tiện tu, tại chùa cũng tu được, mà về nhà cũng tu được, thì đó là pháp môn niệm Phật. Nghe không? Đó. Bởi vì về xác thực ở đây bị thấy rõ ràng rồi đó. Nuôi người già, rồi tổ chức cho mình khóa tu, rồi dù cho ngày, hai ngày, ba ngày gì cũng là lo cho mình cơm nước đàng hoàng. Giờ này các điểm chùa nấu cơm, mới đây làm hai cái lò bự quá trời bự, nên chuyến này mới kịp nấu cơm. Mấy lần trước là phải nhờ bên hộ pháp nấu đem qua đây. Mới đây Nhân Đức xây cái lò mà Nhân Đức bay vô xây luôn. Ừ, lò chùa mình giờ là Nhân Đức cùng với anh em xây đó quý vị, chứ không có mướn người ta nữa. Lần trước thì mướn, bây giờ xây luôn. Kỳ này xây không biết nó có nổ không, thấy không? Đó, nhà chùa mình vậy chứ giờ mấy thầy mấy chú giỏi,
Bây giờ âm thanh tự mấy ổng làm luôn rồi đó. Tự chỉnh âm thanh, tự làm hết luôn. Chùa mình là chọn gói quý vị, chọn gói luôn. Thấy không? Anh em đồ cực lực nhiệt tình chung tay với nhau nên hòa thượng vui dữ lắm. Vui. Bây giờ làm cha làm mẹ mà thấy con nó sống hòa thuận, nó giữ cái cơ ngơ của mình tạo ra, thì cha mẹ nào mà không vui. Nên nhiều vị hòa thượng nhìn hòa thượng mình cũng ngưỡng mộ lắm. Tại vì có những đệ tử chân thật biết lo cho chùa chiền. Phước báo đấy vị ơi. Rồi mấy anh em, mấy ông cũng có duyên phước, mà không có trí tuệ, mấy ông chọn cái chỗ tu mà mấy ông vừa có phương pháp tu mà vừa mấy ông phục vụ chúng sanh được. Đây là trí tuệ. Mà trí tuệ là từ đâu ra? Đúng rồi, niệm Phật. Trí tuệ là từ bố thí pháp rồi niệm Phật mà ra. Vì bố thí pháp là thông minh trí tuệ. Nên quý vị chăng thật, quý vị đem Phật pháp về giới thiệu cho người ta. Nên đi về chùa nghe pháp là cái chỗ rất quan trọng, để mình biết rằng tại sao mình sanh ra đời mình nghèo sơ nghèo xác, nhà toàn là rác, còn người ta thì làm chơi cũng có, giàu rồi mà nó còn trúng số. Nhiều người không hiểu nó rằng ông chờ ông định người giàu, không có đâu, mà là do về trong mạng người ta có phước nên người ta làm chơi cũng có, còn mình làm thiệt không có cái gì. Tiền vừa đến tay mình chưa có cầm được là nó bay mất tiêu, hoặc là vừa đem tiền vô nhà thì chồng bệnh vợ đau, con thì té gãy tay gãy chân, phải xài cho sạch tiền. Cuối cùng tiền không đậu là do gì? Trong mạng không có phước. Nhớ nghe, 100% luôn. Còn người ta thì người ta biết cái việc thiện việc ác rõ ràng, chứ người ta không lẫn lộn. Còn mình thì coi thiện cho là ác, nhìn ác cho là thiện, nó ngược lại. Vì sao? Mình thiếu trí tuệ. Mình thường cản cái việc người ta đem Phật pháp giới thiệu, mình trở ngại người ta niệm Phật, mình trở ngại người ta tu, và mình làm cho người ta thối tâm tu hành. Nên những cái bà trưởng đoàn mà dẫn người ta đi tu á, mấy cái bà này sau này phải thông minh trí tuệ dữ lắm. Thiệt á. Tại vì sao? Vì mình tu được mà mình dẫn người ta đi tu. Cái này là đại bố thí pháp. Thì nhớ đó. Vì dẫn người ta đi tu có khi người ta thay đổi cuộc đời, giúp cho người ta chuyển hóa được khổ đau nội tâm. Đây là đại bố thí pháp giúp người làm Phật. Nghe không? Nên từ nơi đó mà những người làm trưởng đoàn nên phát động chương trình lên. Nhớ, chuyến này đi là mình thông báo cho cái chuyến kế tiếp 19 tháng 6. Nghe không? Ngày 18, 19, 17 mình đi rồi đó. Là sáng 18 chúng ta có cái pháp hội Di Đà, sáng 19 có pháp hội Di Đà đó. Còn chiều là chúng ta lễ Bồ Tát Quán Thế Âm. Đây là cái rất là quan trọng. Và kỳ sau 2 ngày lễ Dưới Quan Âm, là hai cái giờ mà giờ này nè, hai ngày giờ này nè, là cho anh chị ca sĩ hát thả ga hai ngày luôn. Kể cho các anh chị ca sĩ về đây kết duyên quý vị, nghe không? Kết duyên đó. Nên quý vị mở rộng ra cho nhiều người nghe pháp môn Tịnh Độ. Nhớ, cái pháp môn Tịnh Độ này phải mở rộng ra. Hồi nãy bên đường đi qua đây có cô đó, cô gặp như đứa có nói nè, thầy ơi, nhà của con á, con đứa con gái, con thì thích niệm Phật, nó không bao giờ thích, nó theo nó cứ nói con hoài, mẹ tối ngày cứ nghe ông thầy hô giảng hoài có được gì đâu. Xong bà mẹ bà nói tao nghe kệ tao, tao vui được rồi. Tao an lạc là được rồi. Thầy ông giảng tao thích. Mày nói ông hô với cái chừng mày hô hơn ông bây giờ. Tao thấy ông càng ngày càng đỡ hô, mà tao thấy mày càng ngày càng hô ra đó con.
Nó nói với nhỏ vậy quý vị. Cuối cùng đâu 2-3 tháng sau, chồng nó đang chạy xe biết sao đó, đụng vô cục gạch chợt bánh xe té, hai cái chân đi không được, kinh không? Cái nó không biết cách nào để giúp chồng, nó lỡ nó hỏi mẹ, mẹ 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 nghe thầy hô có cái câu nào mà ông dạy mà giúp cho chồng con được không? Không mẹ, nó kêu mình thầy hô không à. Bà nói mày mày hỏi gì mà hỏi kỳ cục, ổng tên thầy Đức chứ thầy hô đâu thầy hô. Kêu thầy hô hoài kỳ cục ghê. Đứa con nói con quen miệng rồi, nó kêu ông thầy hô con mà quen rồi. Nó rồi xong rồi cuối cùng á, bà đưa nó chiếc máy niệm Phật của những Đức á. Bà nói mày về mày đeo cho thằng chồng mày á, bật lên cho thằng chồng mày á, nghe và niệm theo. Mày niệm theo đi thì hai cái chân đi được. Còn mày mà không niệm coi chừng nó sủi bại luôn cho mày biết. Nói vậy đó. Nói vậy đó quý vị. Vậy đó, bây giờ đến lúc rồi. Đến lúc mới ôm chân Phật quý vị. Thì lúc này không niệm Phật có làm gì? Chứ thấy bà mẹ bà tu bà vui quá. Làm theo quý vị. Thì cứ bật lên niệm, rồi bắt đầu niệm theo. Rồi cái bà mẹ bà kêu ông vợ bắt pháp những Đức giảng lên cho ổng nghe. Ổng nằm ổng nghe, ổng cười sặc 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 sặc. Bác ngày chủ nhật nghe ổng cười sặc 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 sặc. Ổng cười kha 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 kha. Cái con nhỏ con gái bà nói nè, bữa nay thêm thằng khùng nữa. Đó vậy đó quý vị. Vị coi nhỏ nó vô duyên ghê chưa. Chồng nó buồn thì nó kiếm cách cho chồng nó vui. Bây giờ những Đức giảng quá, ông nó cười quá, thì ông nằm đó ông cứ làm kha 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 kha, ông làm vậy đó. Phải chi mà ông cười như những Đức mẹ thì nói chi. Còn cái này ông cười kha 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 kha. Bắt đầu vợ nó mình nó làm cực quá. Rồi xong á, nó đi ra vô nói bữa nay nhà này có thêm thằng khùng nữa. Cái thằng chồng nó nghe, chồng nghe, chồng nói nè, tao khùng kệ tao. Y gan mà mẹ luôn. Cậu nói câu vậy đó, tao khùng kệ tao. Tao khùng mà tao cười còn hơn mày khôn mà mày nhăn nhăn cái mặt. Thế hay ghê không? Chắc là mấy câu Iran mình nói quý vị. Tại ông nghe mình giảng á, bà vợ nói vậy. Bà vợ bà lỡ bà mẹ nói vậy nè, hồi đó chàng ơi con mà nói vậy nó phan con ghế con chết luôn. Mà giờ nó nghe ông thầy hô giảng, nằm nó cứ kha kha kha. Tại vì hai chân đi chưa có khỏe, bây giờ đi được mà đi chưa khỏe, không có làm gì được. Vị thấy không? Thấy cái tai họa nhưng mà cái phước kế bên. Rồi vị thấy chưa? Nếu như mà không có gãy hai cái chân thì chưa chắc nghe những Đức giảng pháp. Thấy chưa? Cứ chữ hoài vậy đó. Bây giờ cuối cùng gãy hai cái chân mới chịu nghe. Nghe rồi bà cười khà khà. Rồi bà vợ bà nói này nói kia. Nó kệ tao, tao cười kệ tao, tao khùng tao cười còn hơn mày khôn mà mày nhăn nhăn cái mặt tối ngày. Nói cái câu này vì cũng nên á nhận thức nghe. Khùng mà biết cười còn ngon hơn khôn mà nhăn nhăn mặt. Nha quý vị, câu này quan trọng ghê chứ. Quý vị cứ cười đi là quý vị hạnh phúc à. Mà quý vị muốn nạp pin, tự quý vị nạp pin với quý vị được á, khỏi cần dùng bình khác nạp. Tự quý vị có thể nạp pin cho quý vị được luôn. Bằng cách nào biết không? Cười. Cười lên là tự nạp pin đó. Hiểu không? Cười sao cũng được. Tại vì cái tiếng cười, vì cười sao, vì cười gì?
như cái ông đó, ông khà 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 khà, ông làm vậy đó. Nó hồi sáng á, phóng sanh mà Nhật Đức, Nhật Đức thấy cái cảnh này mà Nhật Đức cười muốn chết quý vị. Mấy bà lễ Phật xong mấy bà mỏi chân, mấy bà bằng quần ống rộng á, bằng cái quần ống rộng mà Nhật Đức thấy rõ ràng luôn, cặp mắt Nhật Đức là nó sáng không nhận thiệt đó, nhạy vậy, nó nhạy biết không, thấy rõ ràng luôn. Bà ngồi xuống, bà đưa hai cái chân ra gì nè, cái lúc thả chim á, con chim nó chui vô quần bà. Đây là Nhật Đức thấy rõ ràng 100%, hai con chim chui vô. Tại vì thả chim á, chim nó bay bay vậy nè, thì có những con chim nó yếu á, nó gặp đâu nó chui đó à, mà quần bả thì giải mỏng á, nó mềm á, nó chui thẳng vô hai con. Xong á lấy cái tay bả, nó chui lên tới trên bắp đùi rồi, thì bả lấy hai cái tay bả vịn bắp đùi lại, chứ bả mà không vịn lại nó chui tuốt lên trên luôn, 100% luôn quý vị. Đây là câu chuyện mà ở đây có nhiều người thấy nè, mấy người thấy nè, mấy cô thấy luôn nè. Đây là Nhật Đức thấy rõ ràng, Nhật Đức nhìn chỗ khác, Nhật Đức thấy, Nhật Đức cũng mắc cười thiệt mà Nhật Đức nhìn chỗ khác quý vị. Chàng ô mới lấy tay phải vịn đùi phải lại chụp lại, chứ không chụp lại thì con chim nó cứ chui lên hoài, chui lên tới chỗ nó mổ chết mồ luôn. Quý vị biết là lúc đó Nhật Đức nói thôi chui ra đi mày, sao mày mổ đồng loại chi vậy. Thấy không? Vậy mà quý vị, con chim mà nó khôn ghê, mình vừa nói vậy mà nó chui ra nó không có mổ đồng loại, mà nó là loài súc sanh đó quý vị, mà nó còn biết nghe lời gì. Vậy thì chúng ta giữa con người với con người mà đi mổ đồng loại làm chi quý vị? Mình thông minh hơn con chim mà quý vị, hiểu không? Đó, thì coi nó chui vô gần tới chỗ rồi, vậy mà nói một câu mà nó chui ra, chứ nếu mà nó chui vô tới chỗ cũng nguy hiểm, không biết sao mà bắt ra nữa quý vị. Thì Đức nói thôi chui ra đi con, được rồi, mày là chim đực hay chim cái mà kỳ cục vậy? Đây là rõ ràng luôn quý vị. Câu chuyện này nó rất là vui, mà cũng câu chuyện này nhắc mỗi người chúng ta, đã là con người, con người thì ai làm được việc tốt thì cứ làm. Chúng ta đừng nên gặp người ta làm việc thiện, việc tốt mà đi ngăn chặn hoặc là ganh tị, hiểu không? Đó, ai dẫn đi tu mà người ta dẫn đông được thì kệ người ta, đó là tốt, đừng có chù ẻo người ta mai mốt rã đám bây giờ, hiểu không? Người ta nuôi người già nhiều kệ người ta, nói mai mốt của chị cũng có gạo ăn bây giờ, mình chù gì chi cho mấy bà già bà đói, tội nghiệp bà, phải không? Một lời nói thiện vẫn tốt hơn là một lời nói ác chứ quý vị. Nhớ nghe, vị thấy không? Một con chim mà nó chui vô vậy mà nó còn chui ra, quý vị làm chi mà cứ là chấp mê bắt ngộ hoài quý vị? Thấy không? Không, Nhật Đức á, rất là cảm ơn quý Phật tử, vì á, trong thời điểm này Nhật Đức cũng gặp một số sự cố, mà cái chương trình Phật Đản đợt này Nhật Đức tưởng đâu cũng ít á, nhưng mà không ngờ quý vị về đông gì. Thấy không? Đó cũng là tình thương mến thương giữa con người đến với con người, và cũng hiểu nhau đó quý vị à, hiểu không? Thêm cái nữa là chứng tỏ cho cái pháp môn tịnh độ này là pháp môn đại thù thắng, hiểu không? Đó, thì quý vị biết rằng khi mình có tiếng thì có tai,
cái tai nó kế cái tiếng, nghe không? Thì có tiếng có tai, nè là tai tiếng, nghe không? Nên từ nơi đó mà cũng người này nói này người kia nói kia, nhưng ai nói mặc kệ người ta, miễn mình về đây mà ông thầy ông tu với mình, ông lo cho mình là được rồi, đúng không? Rồi mỗi ngày ông cũng nhiệt tình ông giảng pháp cho mình nghe là được rồi quý vị. Đó, nhiệt tình giảng pháp mình nghe mà. Quý vị thấy trong mùa dịch ai giảng pháp nhiều nhất cho quý vị nghe? Mùa dịch tôi giảng pháp nhiều nhất á. Đó, ngày nào tôi cũng lên tôi khuyên yên tâm đi, không có chết đâu, đừng có sợ. Tôi chưa chết quý vị sao chết, thấy không? Nó mùa dịch tôi thấy không, rõ ràng chưa? Nên từ nơi đó quý vị à, mỗi người ta, chúng ta tu hành phải tin sâu nhân quả, nghe không? Tin sâu nhân quả là điều hay nhất đó. Khi mình tin sâu nhân quả rồi người mình nó bình an dữ lắm. Còn quý vị mà không tin sâu nhân quả là bị bất an đó. Cái cô đó mà cổ tin sâu nhân quả đó, chứ nếu không cổ bị mổ chết mồ rồi, thấy chưa? Nhờ tin sâu nhân quả đó quý vị, chứ nhờ niệm Phật đó, nó thấy không? Nên mỗi một con người mình gặp sự cố gì trong cuộc đời, chỉ cần bị nắm chắc câu Phật hiệu là sẽ trở lại bình an. Nhớ nghe, giờ đọc cho vị nghe câu này rất hay nè quý vị. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống, sống là động nhưng lòng không bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vắng vương, sống yên vui danh lợi mãi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Thấy không? Vì coi cuộc đời này muôn biến vạn hóa quý vị, bao nhiêu sự thay đổi, lúc thương lúc ghét đó. Từ nơi đó muôn biến vạn hóa, nhưng chúng ta sống trong muôn biến vạn hóa, nhưng chúng ta vẫn là chủ cái tâm niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Nhớ câu này hay nè, sống là thương nhưng lòng chẳng vắng vương. Câu này hay, quý vị coi trong nhà Phật nói câu á, ái biệt ly khổ, ái là thương, dính mắc nên xa nhau khổ. Nên cái câu này nói rằng sống là thương nhưng lòng chẳng vắng vương, hay không? Đó, sống yên vui danh lợi mãi xem thường. Chúng ta có danh có lợi, chúng ta sống trong danh lợi, không phải đá độ. Nhưng chúng ta không bị danh lợi buộc ràng. Ví dụ mình có xe đi thì mình đi xe, mình không có xe đi thì mình đi xe đạp, mình không có xe đạp đi mình đi bộ. Khi đi bộ còn ngộ đi xe, nghe không? Quý vị thấy có những thành phố đẹp á, người ta có cái đoạn đường đi bộ không? Quý vị mà đi xe, đi bộ đi, vì sẽ thấy đi bộ đẹp hơn á. Đi bộ ngắm nhìn được thoải mái hơn, nghe không? Nên á, mình có nhà đúc, mình ở nhà đúc. Mình ở có, mình có biệt thự, mình ở nhà biệt thự. Mình có nhà lá, mình ở nhà lá. Mình không có nhà, mình ở ngoài đường, hiểu không? Đó. Nên quý vị nhớ, chúng ta thương nhưng không vắng vương, sống trong danh lợi nhưng chúng ta không bị danh lợi buộc ràng. Chứ không kiểu bị đá đổ nghe. Đó. Tu là tu, chứ không phải kêu mình buông xả cái gì mà ngược lại. Tu là ngay cái tâm. Đó. Giống như có cô đi, cô nói lúc trước á, con nghe vị này giảng con không hiểu. Cuối cùng á, thầy biết rằng á, nhìn con cũng sáng sủa lắm, mặt mày sáng sủa, tóc tai đàng hoàng lắm, mà con muốn giảng sanh. Cuối cùng con nghe vị này giảng á, giảng sanh thì phải buông xả, chứ thân thể sáng sủa mập mạp đẹp quá sao giảng sanh. Cuối cùng con nhịn ăn, con không chảy tóc, mặt mày tèm lem tuốt luốt, con không đánh răng luôn.
viết mặt mày héo hon hết trơn. Giảng sanh đâu không thấy, mà thấy chồng con bỏ con. Rồi tự nhiên nhiều người cứ gặp con nói con học Phật mà khùng. Mà con đâu có khùng đâu thầy. Bà lại bà gặp những đức bà hỏi: thầy coi con giống khùng không? Những đức nói bà giống ba trợn chứ không có khùng. Chàng ơi, học Phật là học từ tâm, chứ tóc tai bùm xùm, rồi mặt mày tèm nhem chút nhút, ngủ không đánh răng, hai ngày mới tắm lần, buông xả. Bây giờ bà lại gằn hôi muốn chết. Bà học Phật này học Phật chứ ai kêu bà ép kỳ cục bị. Bà ép giết á, lâu ngày nó ra nhớt bây giờ. Ở dơ quá quý vị. Đâu phải tu hành là buông xả gì đâu quý vị. Tu hành là buông xả, là buông xả cái tâm tham sân si á. Buông xả cái tâm buồn giận người ta để trong tâm á. Buông xả cái tâm ích kỷ nhỏ mọn á. Thấy không? Chứ đâu phải là buông xả cái hình thức bên ngoài đâu. Mình bên ngoài sao thì mình để y như vậy đi. Thêm cái nữa là mình xấu mình đẹp gì mặc kệ. Mình đừng có cắt gọt tùm lum. Mình hiểu rồi. Còn lúc trước chưa hiểu mà cắt gọt thì thôi, bây giờ hiểu rồi thì niệm Phật đi. Cũng không có sao. Nhưng mà bây giờ hiểu rồi thì thôi, đừng có cắt gọt nữa. Để đại nó đi. Rồi lo niệm Phật, lo tu. Rồi cười cho nhiều. Chỗ nào nó cần phát triển thì nó sẽ phát triển à. Nhờ mình cười á, mình vui á, thì cái chỗ nào mà nó cần á phát triển lên thì nó phát triển. Còn cái chỗ nào nó cần hạ xuống thì nó hạ xuống 100% luôn. Quý vị biết nhận đức rồi đó. Hồi đó giờ đức hô cỡ nào chưa, mà cứ lo niệm Phật cừ không á. Vậy mà bây giờ đỡ mô rồi đó. Nó đỡ rồi. Còn hiểu không? Nó nên quý vị nhớ á, cái bố thí pháp nó rất quan trọng. Thì vì về đây những đức nói chuyện gì nè, nó giúp cho vị vui là bố thí pháp chứ gì. Những đức nói cho vị nghe nghe, những đức nói chuyện gì xong quý vị nghe hát mới thấy hay. Chứ nếu như những đức mà không nói chuyện mà nhào vô mà nghe hát liền á, xin thưa quý vị nghe không vô á, nó chưa có vui, nó chưa có thông cái tâm. Mà mấy bà ngồi bà nóng nãy tới giờ, chỉ có pháp á nó mới giúp cho quý vị mát mẻ. Nghe không? Đó. Nên đem Phật pháp giới thiệu là thông minh trí tuệ. Chặn con đường người ta tu, cản trở người tu là bị ngu si. Nghe không? Còn muốn sức khỏe tuổi thọ kéo dài thì phải làm sao? Đúng rồi, ăn chay, phóng sanh, niệm Phật. Kèm vô phải niệm Phật. Cái gốc niệm Phật á, nó giúp cho mình từ bi. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Nên mình không có sát sanh hại vật nữa. Tại vì mình niệm Phật rồi, không lẽ mình đi ngang mình giết con kiến. Quý vị biết hồi sáng á, những đức vô nhà vệ sinh á, thấy hai con kiến té xuống nhà cầu, lội chùm 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 chùm, lội quý vị, lội vậy đó. Nhân đức nói ở đâu mày không chui vô mày nhảy đây làm chi cho mày té đây à? Nằm đó chơi đi. Mình định bỏ đi đó quý vị. Cuối cùng mình nói ủa mình là niệm Phật mà ta, sao mình bỏ hai kiến té đó lội chùm chùm kì à? Lợi vớt nó lên. Thấy chưa? Nhờ niệm Phật nên phát tâm từ bi. Nếu như mà không niệm Phật á là bỏ rồi đó. Có khi mà còn búng nữa. Ồ, quý vị biết rằng á, hồi tối đang nằm ngủ qua đây nè, bên đây có muỗi. Thông muỗi nó bay lại nó cắn ngay cái tay. Định quýnh rồi. Đập muỗi quý vị. Nghĩ lại ô mình là người niệm Phật mà sao mình đập muỗi ta. Mình không đập nó mà mình phải quy y cho nó nữa. Một bên để cho nó cắn, một bên chắp cái tay lên đọc: quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh, đọc ba lần. Rồi niệm Phật vài câu,
để cho nó chích. Rồi xong á, lấy cái đèn pin gọi coi nó hút máu được nhiêu rồi. Tại vì mũi nó tham lắm, mà tham thì thâm vốn liếng nghe quý vị. Vì đừng có học theo con mũi nghe. Cái gì cũng biết đủ thì thường vui. Thì vị biết rằng là mấy ảnh chích được khoảng 80% đuổi đi đi, anh không chịu nghỉ đâu. Anh chích cho đầy cái bụng ảnh rồi anh té ngay anh chết luôn. Nên mình cho anh ăn, mà mình cho anh ăn 80% thôi, xong đuổi đi thì anh còn sống được chút. Để anh nghe câu Phật hiệu, nó giúp nó mà còn phải lo cho cái sinh mạng nó nữa. Thấy không? Con mũi á. Nên quý vị nhớ, quý vị trong cuộc đời này nghe, cái gì cũng vậy, biết đủ là hạnh phúc à. Biết đủ là hạnh phúc. Mà biết đủ nó cũng không phải là không có đâu. Mà có phước thì nó tự có tự nhiên. Thí dụ như mình có chồng rồi, mình có thằng chồng xài được rồi. Biết đủ đi, đừng có đi ra ngoài nhìn chồng người ta. Nghe không mấy chị? Chèn ô. Có thằng chồng được rồi mà còn chọn thêm, kiếm thêm nữa hả? Đi ra ngoài còn liếc mắt đưa đầu này đưa đầu nọ làm chi à? Cái miệng bẻ tới bẻ lui làm chi à? Không, đã có chồng rồi á, đi ra ngoài làm bộ thẹn thùng đồ nữa, mắc cỡ đồ, như gái mới lớn lên, để cho mấy thằng trai để ý. Đó, đó là không biết đủ đó. Mà đã là không biết đủ, coi chừng mắc cả chì lắng chài, mắc luôn cái thằng chồng đang có nhà, mà còn bị mang tiếng. Mang tiếng có chồng mà lại lấy trai, chết xuống âm phủ ăn hai tô mì. Nó rõ ra có chồng mà lại lấy trai, chết xuống âm phủ cưa hai nấu dầu. Như những Đức nói là ăn hai tô mì là cho bị nhẹ nhàng đó. Ăn mì rồi xong mới xử. Thấy không? Đó. Còn mình là người đàn ông á, mình đã có vợ rồi mình biết đủ đi, để mình dạy con mình được. Chứ giờ mình không biết đủ gì nói con mình không được đó. Tuy là đi ra ngoài á, mình ăn chơi mèo mã gà đồng mà về nhà vợ con biết, nhưng mà lạ lắm, từ khi mình ăn chơi vậy rồi mình về mình không có nói con vợ được, và tự nhiên sự nghiệp của mình đi xuống lại à. Có cái anh này nó nói rất rõ ràng luôn, thầy ơi đúng 100%, con đi làm có tiền đi ra ngoài á, đi quán này quán kia chơi bờ, tự nhiên về nhà con nó ngủ nghịch với con, vợ con nó hổn với con, rồi tự nhiên cái con làm ăn càng ngày đi xuống luôn vậy đó. Từ khi mà biết thầy nghe thầy giảng mới hiểu nhân quả. Từ đó về sau con quỳ trước Phật, con không nói với vợ con, mà con quỳ trước Phật con phát nguyện con dứt luôn. Đi ra ngoài đi làm có tiền xong đi về nhà, về nhà chơi với vợ với con thôi, lo gia đình. Vậy mà từ khi mà nghe thầy giảng tới giờ là tự nhiên con làm ăn được, và vợ con của con nó kính trọng con lại. Thấy không? Nhớ nha quý vị. Quý vị nhớ kỹ câu nè. Hai bên vai mình có hai ông thằng. Mình làm thiện dù mình không nói với ai đi chăng nữa cũng có ông thằng ghi thiện. Mình làm ác mình giấu người ta mà cũng có ông thằng ghi ác cũng ghi à. Có những việc mình làm á, mình nói không ai biết, bậy. Chờ biết, đắc biết, mình biết chứ làm gì không ai biết. Hai ông thằng hai bên vai biết. Đó là nói gần nhất á. Phật Bồ Tát biết, quỷ thần biết, biết hết trơn. Nên những người làm ác á, mà họ càng hứng thú làm ác là vì họ được cảnh giới của quỷ gia hộ để cho họ đi làm ác. Cho quý vị biết nghe, quý vị mở ra cái đạo tràng niệm Phật thì ta đến niệm Phật. Quý vị mở ra một cái căn nhà mà tập trung người ác đi nhiều chuyện, đi chăm thọt người ta là nó vô, nó nhiều chuyện vô nhà quý vị đó. Quý vị mà coi những cái trang mà chăm thọt người ta thôi quý vị cũng thông được nữa, quý vị cũng giác ngộ Phật Pháp nữa 100% quý vị luôn.
Vì thấy ông Hòa Thượng năm nay ngày 84 tuổi mà ngài còn xây đạo tràng cho người ta niệm Phật. Còn mình còn trẻ mà là việc gì không làm, đi mở căn nhà ra để tập trung người ác vô, nó nguy hiểm lắm quý vị ơi. Thấy không? Nên chuyến xe quý vị chở đi toàn là người niệm Phật làm Phật, quý vị coi duyên phước lớn cỡ nào. Hiểu không? Còn quý vị chuyến xe bị chở đi, người ta đi hại người, quý vị nghĩ sao? Hại người là hại mình đó. Sắc ăn xét, xét ăn sắc. Quý vị biết trong cái cuộc đời này đừng có ăn hiếp ai. Quý vị thấy có những lúc con kiến nó té xuống nước, thiện cá lụm kiến, nhưng mà mai mốt con cá nhảy lên bờ, kiến lụm cá. Trong cuộc đời này chúng ta không có ngờ được đâu quý vị. Ô, hiểu không? Bây giờ á, giàu á, đừng có xạo quá. Có tiền mà mình xạo quá, mai mốt mình nghèo lại ai ưa mình. Chúng ta sống làm sao chúng ta mở ra con đường cho mình đi. Lỡ một ngày nào thất thế xa cơ, mình cũng còn con đường mình đi quý vị. Đúng không? Đó, chùa con đường cho mình đi. Những đức nói quý vị biết con đường những đức đi thênh thang. Tại những đức niệm niệm vì người nên lúc nào những đức cũng đi thênh thang thoải mái. Tại vì sao? Mình không có cái tâm hại người ta. Không lẽ mình không biết mình thôi mình điên đi. Mình biết mình đang làm gì chứ quý vị. Đó. Bây giờ những đức hỏi quý vị, cái tính nhận đức là tính nó gần gũi, tình thương mến thương. Nhận đức nói, nhận đức đi ngang ai mà chào nhận đức là nhận đức cũng quay lại nhận đức chào một cái nữa. Mới hồi sáng này mình đang đi, cái cô kêu kêu Thái, Thái, mình quay lại mình dấp cục đá té cái ập. Đang vừa lễ Phật xong, đáp y đi lang thang, bà kêu bà ngồi kêu Thái, Thái, bà kêu mà hướng xa, hướng 3 giờ mình đi hướng 12 giờ. Mình quay lại quý vị, dấp cục đá té cái ạch, tới giờ cái chân còn si cầu que. Mình thấy người ta kêu mình không quay lỡ kỳ quá trời kỳ. Hiểu không? Nó có nhiều người ta đưa tay bắt tay mình cũng bắt tay. Nó có cái anh nó lỡ gặp như đức nói thầy, thầy đừng có làm gì. Mình xuất gia mà mình đi bắt tay với người ta vậy, phạm giới chết. Những đức nói tôi là Chu Bắt Giới mà phạm gì. Chu Bắt Giới. Thì biết rồi. Nói tôi là Chu Bắt Giới mà. Mà phạm cái gì phạm nữa. Ôi kệ đi quý vị. Mình nói vậy mà đấy nó vui quý vị ơi. Còn mình làm gì mình làm chuyện của mình biết. Hiểu không? Người ta ở xa, người ta đến, người ta đi lang thang, chạy ra mình bắt tay một cái mà cũng phạm giới nữa. Mà cái bà này bà già chát, bộ gì bộ hoa hậu kim to sao phạm giới. Vì coi hoa hậu kim to đó tới giờ, vì coi Ngọc Danh ngồi kế bên á, có bao giờ mà những đức ngồi nói chuyện không? Không bao giờ có. Thấy không? Thấy bà cũng đẹp, mình ngồi chung với bà biết đâu mình động tâm bà mất công chết một. Rồi mình với Ngọc Danh, anh em bạn bè Ngọc Danh nó buồn mình. Thầy chớ kỹ với thầy. Hiểu không? Anh không? Thầy nói chuyện Ngọc Danh. Rồi lúc nào ngồi nói chuyện là phải có Ngọc Danh mới nói chuyện. Chứ không có ngồi kiện riêng nói vợ, nói chuyện với vợ người ta. Hiểu không? Nó kệ, mình biết thân phận mình, chưa bất giới quá. Kệ mình nói vậy đi quý vị, thấy nó gần gũi. Nên tôi sống gần gũi lắm. Là tôi á, cười không có dễ thương như người ta, nên tôi cười hơi điểu. Nên có nhiều người người ta nói mình cười chê người khác, thật sự tôi không có cười chê ai đâu. 100% quý vị luôn á. Ai tu làm sao được, ta tu kệ người ta. Mình thì mình hướng dẫn người ta cho có cái góc độ thôi. Còn ai đi theo ai thì theo kệ người ta chứ. Hiểu không? Chứ bao nhiêu người già, bao nhiêu người mù đến chùa mình còn quý thương mà. Mình đi chê ai chê quý vị. Bản thân mình còn chưa xong mà chê ai làm gì.
Nên bản thân quý vị phải cố gắng niệm Phật nghe không? Niệm Phật nó mới tỉnh được nghe. Niệm Phật nó mới tỉnh. Bữa nay coi tới 15 ca sĩ. Đúng ra là tới 20 ca sĩ đó đó. Nhưng mà có 5 anh chị bữa nay ngay cái ngày khóa tu niệm Phật, nên hẹn bữa khác ở nhà lễ Phật rồi thì cũng được, nghe không? Còn 15 người là được nghe quý vị. Đó. Nhưng quý vị nhớ nghe, một cái pháp hội gì không đơn giản. Về sau mà mình á hứa cái gì là phải giữ chữ tín cho nó chắc nghe quý vị. Những đức thì tùy duyên thôi không sao. Nhưng mà cái gì mà hứa đó, một lần thất tín là vạn lần thất tín. Thí dụ như á, chuyến nào mà kinh doanh mà kiếm tiền á, mình có thể đem cái kiếm tiền này đưa người ta không sao, vì kiếm tiền. Nhưng mà bao nhiêu trái tim con người đang hướng về mình mà thất hứa với người ta là mắc bao nhiêu trái tim. Quý vị biết rằng mình thất hứa với con người nó còn ghê gớm hơn là mình thất hứa kiếm tiền nữa. Tại vì con người nó là quan trọng hơn, con người có thể tương lai làm Phật. Nên mấy anh chị ca mấy anh chị ca sĩ quên nó lộn. Mấy anh chị ca sĩ mà đi đến chùa mình hát, vị coi cái pháp hội gì mà mình đem lời ca tiếng hát mà mình phục vụ cho người ta, biết mấy anh chị thấy nó hạnh phúc không? Quá hạnh phúc luôn. Vị coi kìa, ngồi lang thang ở ngoài đường kìa, ngồi ngoài này che dù luôn kìa, leo lên nóc nhà ngồi tàu tét. Tôi kiếm ghê chạc. Quý vị ơi, chùa của mình đúng là cái nhân viên tổ chức chương trình ghê quá. Bây giờ cắt thêm cái nhà bự gần bằng cái nhà này nữa nè, là giá chót gì cũng chứa 35.000 người. Không có giỡn đâu nghe. Dài ra tuốt ngoài kia luôn. Là dưới Quan Âm này là dữ dằn lắm nè. Dưới Quan Âm này chắc là buộc dây treo toàn ten nè. Tại cái lượng người đông quá quý vị ơi, rất là đông. Đó. Nên bây giờ kỳ này như nghe nói Ngọc Danh với Hoa Hậu Kim To cũng mở cái nhà hàng chay nào gần đây nè. Được á. Mở nhà hàng chay mà như là gì, quê hương gì hay quê hương gì? Quê hương Kim Tho gì? Ẩm thực Kim Tho. Thấy không? Đó. Nên quý vị biết mở gần sát bên đây luôn. Là mỗi tuần thứ bảy là có anh chị ca sĩ nổi tiếng đến hát, không mua vé. Thấy không? Mà nhớ nghe, vô cái ẩm thực Kim To hát là phải hát nhạc Phật giáo, hát nhạc nhân quả, chứ không được hát nhạc rap. Vậy đó mới có phước. Rồi cái chỗ đó là làm ra cái ẩm thực đó là giống như quê, miền quê vậy đó. Nên có quý thầy đồ, quý Phật tử đồ, ngay mình dẫn bạn bè đi ăn chay cũng ghé ngang chay được luôn. Ghé ngang chay được luôn quý vị. Rồi trong đó người ta làm những cái sạp á, sạp nhỏ nhỏ. Ai mà thích làm cái gì thì làm, thích bán đồ chay hay là cái gì thì có sạp trong đó. Có nghĩa là một vị trí ẩm thực quý vị, gần sát bên đây luôn, gần những vị trí chung cư, những cái vị trí chung cư mới cắt. Nên từ nơi đó quý vị à, có những cái chương trình mà mình á, dù là ca hát nhưng mà toàn là những bài nhạc gì truyền tải lời dạy của Phật Bồ Tát. Hay. Cũng được. Thật sự có những lúc người ta giải trí mà thấy nó cũng hay. Thấy không? Chứ đừng có mà sân khấu đâu kệ người ta. Chứ đừng có mà gọi là bận quần đùi quần ngắn nhảy tưng 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 tưng. Cái đó thì nó không có còn cái nơi mà truyền tải Phật pháp về nhạc Phật giáo nữa, thấy không? Mà mình làm sao cho nó lạ một chút. Là cái chương trình mình đa phần lợ hát nhạc toàn là nhạc dạc gì nhân quả không, nhạc Phật giáo không, để cho các anh chị ca sĩ sau này có phước lớn. Quý vị biết rằng đó nghe,
ca sĩ là họ hưởng phước lớn lắm. Cái phước của người ca sĩ hưởng giống như người trên trời, giống như họ trên trời họ hạ một cấp họ xuống. Đi hát nè, rồi đi chơi nè, rồi rảnh rỗi vui chơi thoải mái, ăn diện thoải mái quý vị. Nên quý vị biết rằng nếu không khéo á, tới già của mình khổ dữ lắm. Vì nhìn nhiều người nổi tiếng quá trời luôn, vậy mà đến khi tuổi già khổ lắm quý vị. Có những người bị lẳng nữa. Là vì sao? Vì mình xài quá phước hết. Quý vị nói trời ơi, tôi làm tôi ra tiền, tôi làm tôi có tiền tôi xài, mà tôi xài của ai sao hết phước? Không phải. Trong cuộc đời này nó không phải cá nhân mình mà sống được đâu. Nên mình có dư mình còn nghĩ đến nhiều người khổ, mình còn chia cho người ta bớt, để mình có phước. Mà cái phước đó nó giúp cho mình tuổi già mình tỉnh táo, mình thông minh, sáng suốt, hiểu không? Nó chứ không phải là mình nói là mình tạo ra mình xài chứ mình làm của ai đâu mà mình tổn phước, không phải. Mà là giống như cái ly này nè, ly nước này nè, hiểu không? Thấy không? Uống miệng. Uống xong rồi thì phải làm sao? Châm vào. Châm vào uống nữa. Uống xong phải châm vào. Mà ý những đứa nói nước này là gì? Là phước. Nếu như quý vị đã mua một chiếc xe, vì mua một cái nhà ở, vì mua một cái phương tiện gì sử dụng cho cá nhân, thì quý vị phải tạo phước tiếp tục, để cái phước quý vị nó vẫn còn giữ đó, không hết. Hiểu không? Nếu như quý vị cứ xài hoài thì nó hết luôn, nó cạn queo. Mà nó cạn rồi thì cái ly nó vẫn còn, là cái nhà mình vẫn còn. Nhưng mà thật sự là các nhà trên cát biển đông, nó không có cái phước làm móng, nên cái nhà này nó sụp đổ. Vì thấy có những người sự nghiệp người ta rất lớn lao, nhưng mà ở bên trong sự nghiệp người ta là nó đang bị tàn phá. Vì sao? Vì cái nền phước nó xài sạch rồi. Cái nền phước nó xài sạch rồi. Nên quý vị biết cái nguyên lý này những đức hiểu. Nên bản thân những đức mỗi ngày phải tích cực, nhiệt tình vì người ta, rồi nuôi mấy bà già, rồi đi nấu ăn, vô bếp nấu ăn, rồi á ta về gì chuẩn bị nấu cái gì cho người ta ăn đó. Rồi chiều hôm qua nấu cháo, thấy không? Rồi tối đêm nay á mua bánh, mua mấy chục ngàn cái bánh, mua mấy chục ngàn cái bánh để lên ngay chăng cái chỗ cái niệm ngừng cái, lỡ người ta đi về thì lên xe cũng có cái bánh ăn. Còn nếu mà người ta tối đêm nay quý vị cũng được qua hộ pháp, vì bữa nay nghỉ sớm nè, mình qua bển đi, sáng mai biết đâu những đức thuyết pháp một bài buổi sáng sớm luôn, hiểu không? Những đức sẽ tính nấu ăn xong những đức còn lên thuyết pháp được á. Giỡn đâu, 3 giờ 2 giờ rưỡi những đức xuống nấu ăn, nấu ăn xong là 5 giờ những đức lên giảng pháp. Chứ sao được, chứ bình thường gì đâu. Sức khỏe bao la, thấy không? Mỗi ngày còn tập tạ mà đó, thấy chưa? Không, nên từ nơi đó phải nhiệt tình, phải tu phước tu duyên quý vị à. Nên tối đêm nay quý vị cứ về bển đi, tại nay nghỉ sớm cho vị về được đó. Rồi kêu sắp xếp chỗ nghỉ đồ, qua hộ pháp đêm, rồi sáng mai á, niệm Phật lễ Phật một chút, rồi 5 giờ á, 3 giờ thí dụ như 3 giờ rưỡi mình thức dậy đi, nghe không? Mình lễ Phật thờ là tỉnh veo, lễ Phật xong là nhà đức lên thuyết pháp thờ luôn, nghe không? Đó, hứa là 100%, không bao giờ mà bỏ xô đâu, đừng có lo, hứa uy tín lắm nghe. Tối hôm nay ai qua bển đưa tay đưa biết coi. Đồng lắm đó nha. Rồi tối hôm nay cứ qua bển đi. Xong chương trình đây khoảng cỡ 8 giờ. Chương trình đây xong khoảng 8 giờ. Đó, thấy không? Rồi mình lang thang qua bển được rồi đó, thấy không? Là chương trình vậy đó quý vị. Là nên mong rằng quý vị về đây, vị nghe chia sẻ Phật pháp nghe, rồi về nhà cố gắng niệm Phật, tượng Phật hồi sáng tặng hết 1.000 bộ xong rồi.
Hồi sớm giờ mấy người, nhiều người lỡ hỏi còn tụ Phật không thầy? Những đức nói còn, nhưng mà bên hộ pháp. Tại vì đem qua đây 1000 bộ quý vị, tượng của Ngọc Danh làm 500 bộ, làm được có 400, tặng sạch nhách luôn rồi. Kỳ này Ngọc Danh làm tượng đẹp lắm đó quý vị, thấy không? Danh giống giỏi lắm đó, làm tượng Phật đẹp lắm đó nghe. Ừ, bốn làm 500 bộ, bây giờ hết 400 bộ tặng xong rồi, còn 100 bộ nữa. Nó bây giờ hộ pháp bển còn như 200 bộ bển á. Thì ai chưa có thì sáng mai ở bên hộ pháp tặng cho quý vị nữa. Còn ở đây 1000 bộ đem qua sạch nhách. Chiều nay 5:30 tặng khăn. Ồ, cái khăn này mà đeo vô giống hệt là tiên nữ. Nhưng Đức đặt mấy bà này là nàng tiên cá. Chưa? Hiểu không? Đó. Rồi mấy ông đàn ông tặng luôn, về cho vợ. Thấy không? Mà khăn này chọn cũng được, hơi giống BD chúng thôi. Nên cái khăn này nó hơi yếu quý vị, nên từ nơi đó nên từ nơi đó nghe, tặng mấy ông luôn. Mà chiều nay 30.000 cái khăn biết đủ không nữa nè quý vị ơi. Giờ này mới bị coi kìa. Không, tội nghiệp, tội nghiệp ta ngồi tuốt ngoài đó ta. Ủa, mấy cái màn hình này có thấy không? Sao mở câm vậy chàng? À, thấy không? Mà xa vậy sao thấy? Thấy không? Phải giỡn đâu. Đó. Chiều nay 5:30 tập trung hết bên nhà đạo tràng ba. Tặng khăn. Mỗi người cái đèn bông sen đó tiêu rồi. Không có đèn bông sen đây. Mỗi người cái đèn bông sen luôn. 30.000 cái mà thiếu rồi thôi nghe, không được trách á. Tại vì Đức nghĩ rằng á quý vị ơi, Phật đản là chùa nào cũng tổ chức, nhưng Đức nghĩ rằng là Phật đản này chắc chắn là ít. Nhưng Đức nói là được 15.000 người là dữ lắm rồi, nhưng mà nhà Đức thấy rồi, rồi biết rồi đó. Biết rồi, giờ này mà khoảng 20.000 người là biết rồi đó nghe. À, từ đây tới chiều nữa, rồi buổi chiều người ta đi làm gì nữa, rồi người ta đến nữa, quý vị coi cỡ nào chưa. Bữa nay coi chừng 30.000 cái đèn bông sen thiếu, chừng thiếu á. Cầu Phật gia hộ đừng có thiếu, mà lỡ thiếu thì cầu Phật gia hộ cho mấy bà chữ tích. Thì biết là chúng sanh họ cũng ngộ dễ thương ghê quý vị. Bây giờ họ tặng cái khăn ở bên kia thiếu, cái họ lỡ ngay chiếc xe những Đức đi á, họ ghi mấy chữ, mấy chữ, mấy chữ. Thầy hô xạo, từ hôm nay nghĩ tin thầy hô rồi. Chàng ơi, ngộ thế ghê. Hết chơi khăn mà bây giờ cũng bị chữ nữa. Ê coi, thôi kệ đi. Chắc cái miệng tôi ngày xưa nó cũng chữ người ta dữ lắm nè. Bây giờ tao chữ lại hoài quý vị. Thì biết rồi, nhìn cái miệng. Chữ quá trời chữ luôn mà. Nên nó thôi, đời này khoan dung tha thứ hết. Để đời sau mà trở lại cõi này đừng có hô nữa. Hiểu không? Môi trái tim được ngon ngon á. Hiểu không? À, cừ đồng tiền rồi cho nó ngon làm chút quý vị. Trời ơi, đời này đến đây sao nó ô kỳ cục quá, bị chữ hoài. Ông mà cái tướng xấu quý vị, đắp y vô coi được á nghe. Chứ gặp mà bạn đồ bình thường mà đi nghinh ngang lắm. Có cái anh đó anh vô nói nè, tướng đi gan xã hội đen. Thấy không? Xong nhà Đức nói rằng nhìn vậy chứ không phải xã hội đen đó anh ơi. Em nhát lắm anh hả? Anh đừng có nói em xã hội đen, em nhát lắm. Em bị người ta dọ hoài vậy đó. Trong chùa mấy bà già còn dọ hoài mà. Sao già làm xã hội đen được? Hiểu không? Nên quý vị biết rằng là nói vui vui vậy thôi,
trở lại phải cố gắng niệm Phật nghe. Không? Trong cuộc đời này phải niệm Phật nghe quý vị. Niệm Phật mới hết khổ quý vị ơi. Dù ai bỏ ai chê mình cứ niệm Phật đi nghe. Đẹp xấu gì cũng niệm Phật nghe quý vị. Nhớ, cứ niệm Phật đi, mọi việc sẽ qua. Trong cuộc đời này quý vị dùng mấy chữ này nhớ nè: thôi kệ, rồi mọi việc cũng sẽ qua. Nhớ nghe, rồi mọi việc đều sẽ qua hết thôi. Chúng ta nên cười ha ha đi quý vị ơi. Quý vị cười đi. Quý vị cười đi. Tôi hết giáo cười rồi. Chàng ơi, bữa đó Những Đức cười cái điệu của Bảo Trung. Trên mạng nó cắt cái điệu của Những Đức ra, nó kết lại thành màn lưới. Nó cứ ỉa hoài. Rồi xong nó đưa con dê vô. Cho mình cười xong nó đưa con dê vô quý vị. Vậy mà cũng nhiều anh chị em người ta cũng vô đông. Cũng kết duyên được câu Phật hiệu quý vị. Thôi kệ nó. Con gì cũng được, miễn nó nghe câu Phật hiệu cũng được à. Nên giờ kêu quý vị cười là chắc nhất quý vị ơi. Không mà mấy bà này cũng bị mắng ké đó nha. Bị mắng ké nó. Cái ông thầy ba trợn không biết cái gì chứ giảng khư khơ mà mấy bà dưới cười ha hê. Nếu nói vậy chắc danh hài ba trợn quá. Làm cho người ta cười chắc ba trợn quá quý vị. Đúng không? Trong thời cuộc này mà giúp cho người ta cười được là quá hạnh phúc rồi quý vị ơi. Đúng không? Rồi chúc vị an lạc nha. Giờ chúng ta chắp tay hồi hướng này quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh.